Có một Phật tử này hỏi: thưa Thầy, có nên tin vào số mệnh, mỗi người đều có số mệnh mà không thể thay đổi phải không? Có người bảo không thể chạy đâu cho khỏi, người thì nói có thể thay đổi. Cái Phật tử này có cái thắc mắc, nhờ hỏi thử coi mình nên tin số mạng không. Quý vị tin không? Thưa thật với quý vị, hồi tôi còn nhỏ thì cha mẹ cũng hay tin nữa đó, đó. Đi coi số tử vi đồ đủ thứ, mà tôi không nghe ba má tôi nói số tử vi tôi đi tu. Không có cái số đi tu. Nhưng mà chừng tôi phát tâm tu, tôi đi tu thì sao? Thì như vậy sao? Số đúng hay là không đúng? Đó. Như vậy thì cái điều này chỉ lấy bao nhiêu đó làm chứng thì biết rồi. Đó. Nên tin hay không nên tin? Bởi vì tin cái số mệnh nó có một cái tiêu cực đáng buồn. Thí dụ bây giờ người đó họ là người lương thiện, bây giờ ông thầy coi số nói chú là nghèo suốt đời, thì cái người đó nếu tin khẳng định vậy còn có muốn làm ăn gì không? Thôi chấp nhận số phận, thả trôi cho rồi, cho nó nghèo đến đổi đi, phải không? Như vậy là tiêu cực. Còn nếu mà mình biết rằng mọi sự việc tùy theo cái duyên, nếu cái tuổi mình xấu, cái số mình không tốt, nhưng mà mình cứ cố gắng mình làm rồi nó cũng đỡ. Chứ còn nghĩ rằng số xấu thôi không làm gì hết. Hoặc giả có người được thầy coi tuổi coi số, nói cái số giàu, mà nếu nó ăn ở không, không có giàu được không? Trừ phi nó đánh số trúng, phải không? Khi nào trúng số thì chắc nó giàu. Nhưng mà cái đó làm cho con người không có được cái ý chí mạnh mẽ trong cuộc đời, trong sự sống, cứ thả trôi. Lỡ rồi, lỡ xấu thì để xấu luôn, lỡ tốt thì hãnh diện, phách lối, phải không? Rồi cũng không có cái nỗ lực. Cho nên đây là một cái tai nạn. Chúng ta phải hiểu như nhà Phật, nghiệp lành, nghiệp dữ, nhưng mà nghiệp là cái chuyển động, biến đổi. Cho nên chúng ta bị nghiệp dữ mà chúng ta làm điều lành, nó chuyển nghiệp dữ thành bớt cái khổ, thành lành. Bởi vì nghiệp là từ tâm niệm chúng ta nghĩ rồi làm ra, đó là cái hành động, mà hành động là chuyển biến. Cho nên cái chuyển biến thì thay đổi được. Chứ có thể xấu mình cũng khéo tu, khéo sửa, khéo làm lành, nó cũng trở thành tốt. Chứ đừng có nói xấu rồi cam chịu để mình tiêu cực, cái đó là không tốt. Câu hỏi thứ hai: thưa Thầy, nếu không tin vào những ngày tháng mà người ta xem là tốt để làm lễ cưới gả, thì thật sự sẽ bị điều không may như sát phu tan vỡ vân vân. Bởi có những cặp vợ chồng xem ngày lành tháng tốt nhưng vẫn không sống với nhau được. Phải chăng vì họ xem không đúng thầy giỏi để có thể chỉ vẽ cặp cặn kẽ ngày tháng giờ tuổi ba mẹ vợ ba mẹ chồng? Phật tử này hỏi cũng kỹ. Bởi vì người ta cũng hay nói cưới gả thì phải lựa ngày tốt, rồi lựa tuổi tốt, phải không? Lựa tuổi hai bên cho hợp, rồi lựa ngày tháng cho tốt để cưới gả. Nhưng mà quý vị thấy có người nào lựa tuổi tốt, tuổi hợp mà ở với nhau không đánh lộn không? Như vậy thì hợp thì sao còn rầy lộn? Thì tôi thì không nói tuổi tốt, không nói ngày tháng tốt, mà chúng tôi chỉ nói rằng người Phật tử sống với nhau biết cảm thông, biết tha thứ để mà chung sống. Bởi vì Phật dạy tâm ý của mỗi người không ai giống ai, mà không giống nhau
mà muốn sống chung với nhau thì phải biết cảm thông, biết tha thứ thì sống được hòa thuận. Còn không có tha thứ, không có cảm thông thì tuổi tốt mấy đi nữa rồi cũng đánh lộn như thường. Đó. Đến câu hỏi thứ ba. Con hay mắc bệnh, không biết kiếp trước con đã tạo nghiệp gì, làm thế nào để sám hối những nghiệp đó. Đó. Thì Phật tử này thường bệnh hoạn, bây giờ không biết kiếp trước mình tạo nghiệp gì, bây giờ phải làm sám hối thế nào cho hết cái nghiệp đó. Thì tôi khuyên Phật tử này, mình thân hay bệnh hoạn thì trong kinh Phật nói rất rõ, người nào đời trước phạm tội sát sanh nhiều thì đời sau sanh ra nếu giết người lớn thì bị tội người ta giết mình, còn giết những loài súc sanh nhỏ nhỏ thì không bị người ta giết mà nó hay sanh bệnh hoạn. Như vậy thì mình bệnh hoạn làm gì, kiếp trước mình có làm những cái điều thương tổn sinh mạng của chúng sinh, thì thời nay ráng tu, ráng làm lành và khuyên mọi người làm lành, tránh bớt sát hại, thì đó là cái lối sám hối hay nhất, chứ không có cách nào khác. Kính bạch hòa thượng, trong kinh có đoạn Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo, nếu các ông nghe pháp với tâm phan duyên thì pháp ấy cũng trở thành phan duyên. Như vậy thế nào mới là thật sự nghe pháp? Đó là Phật dạy trong kinh, nói nếu chúng ta nghe pháp với cái tâm phan duyên. Nói tâm phan duyên có nhiều vị không biết, tôi giải thích. Phan duyên tức là ngồi nghe pháp mà cái tâm nhớ chuyện nhà, chuyện xóm làng, gọi là tâm phan duyên. Như vậy thì quý vị nghe có bị cái tâm đó không? Mà nếu mình nghe với cái tâm đó thì cái pháp đó nó cũng biến thành cái pháp lăng xăng rồi. Bởi vậy nên nghe pháp thì phải chăm chỉ chú ý, chỉ có một việc nghe pháp thôi, đừng có việc thứ hai. Đó là vừa nghe pháp vừa tu đó. Còn nếu ngồi nghe pháp ở đây mà nhớ chuyện lát nữa mình về không biết xe đậu chỗ nào gì vân vân đó, thì tức là nó đương phan duyên. Phan duyên thì đó, cái pháp mà người giảng cho mình nghe nó cũng phan duyên theo. Bởi sao vậy? Vì mắc nhớ cái xe, làm sao nhớ cái câu nói cho rõ. Rồi hỏi rằng như vậy thế nào mới thật sự biết nghe pháp? Thật sự biết nghe pháp là chỉ nghe pháp, đừng có cái gì thêm nữa. Thì câu thứ hai, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc lưu. Qua câu này Đức Phật muốn dạy chúng ta điều gì? Vậy trong kinh nói rằng không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi hữu lậu. Đứng lại, bước tới là hai bên, mà nếu không có mắc kẹt hai bên thì ra khỏi dòng sanh tử. Bọc lưu tức là cái dòng nước sanh tử nó lôi cuốn mình. Đơn giản, không đứng lại là một bên, không bước tới là một bên, không mắc kẹt hai bên, đó là ra khỏi sanh tử. Một Phật tử nữa hỏi, xin thầy quan hỷ giải nghĩa cho con câu chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Câu thường tự tịch diệt tướng này có phải là tánh không của các pháp không? Con xin được nghe thầy giảng dạy, con thành tâm biết ơn của thầy. Phật tử chánh niệm cái bè. Ở đây là trong kinh Pháp Hoa, bài kệ trong kinh Pháp Hoa, chư pháp từ xưa đến giờ nó là cái tánh thường tự tịch diệt. Thì Phật tử này hỏi cái tánh thường tịch diệt đó có phải là tánh không của các pháp hay không? Thì đây tôi giải cho quý vị thấy, sự vật ở trên thế gian này, từ cái nhà, cái bàn, cái ghế, vân vân, mà tôi nói gần nhất, dễ nhớ, dễ biết nhất là như cái bàn tay của tôi có năm ngón. Quý vị gọi cái này là cái gì? Nắm tay. Nắm tay này cái tánh nó thường tự tịch diệt. Quý vị hiểu không? Tánh nó chứ không phải cái tướng. Cái tướng nó là năm ngón,
co vào mở ra, phải không? Mà tánh nó là cái gì? Vì cái bàn tay của tôi, nếu nói nắm tay này là từ cái bàn tay con năm ngón lại thành, phải không? Trước khi con năm ngón nó có không? Sau khi tôi buông năm ngón ra nó có không? Như vậy thì cái nắm tay này tánh nó là sao? Cái tướng nó là co, mở. Còn cái tánh thì sao? Tánh nó là cái tánh không. Tánh không đó, mở là co, đó là tướng. Còn cái nắm tay này biết rõ bản tánh này nó không có thực thể, không có cố định. Cái không thực thể đó là cái tánh không của nắm tay. Mà cái đó có tịch diệt không? Cái thể nó là lặng lẽ, phải không? Không có động. Thì tất cả sự vật trong thế gian này cũng vậy. Như vậy thì tất cả cái động là trên cái tướng hư giả, hợp tan sinh diệt. Chứ cái thể tánh không của nó thì bất sanh bất diệt. À, bây giờ tới một Phật tử này, bữa nay có mấy cái bài này đây, từ bi và thượng, từ bi giảng cho ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con đọc báo Giác Ngộ thấy có một bài thơ mà con không hiểu được cốt truyện. Mối phú quý giữ làng Sa Mã, bả vinh hoa lừa gã không khanh. Thì cái này là cái câu mà người ta dẫn ở trong chuyện của ông Nguyễn Du, phải không? Mồi phú quý nhữ làng Sa Mã, bả công khanh lừa, bả vinh hoa lừa gã công khanh, của Nguyên Du hay là của trong của ông gì trong cái Trinh Phụ Ngâm, Trinh Phụ Ngâm, cái này là Trinh Phụ Ngâm là đúng. Như vậy thì nó nằm ở trong Trinh Phụ Ngâm chứ không có gì. Câu hỏi thứ hai, thiền sư Úc Già ở Trà Lăng một hôm cởi ngựa đi qua cầu, cầu ván, chân ngựa sụp đổ hỏng, thiền sư té nhào, bỗng nhiên đại ngộ, như vậy là ngài ngộ việc gì? Thì cái này ngài ngộ là ngộ được cái lâu nay ngài ôm ấp, ngài tìm kiếm. Bởi vì người tu có những vấn đề mình đang đuổi theo, đang tìm kiếm mà chưa thấy bất chợt một cơ hội nào, bỗng dưng cái sáng ra thì gọi là ngộ. Ngộ cái mình đang tìm kiếm. Mà thiền sư đang tìm kiếm cái gì? Kiếm cái thể chân thật. Vậy tôi quên cái bài thơ đó thì có nói rõ. Rồi tới câu thứ ba, con rất thích đọc sách nói về thiền, kinh điển giáo lý và báo Giác Ngộ, ngày nào con cũng xem vào giờ rảnh. Như vậy có phạm lỗi gì trong nhà thiền không? Chưa có tu thiền mà đọc sách thì tốt chứ có lỗi gì đâu. Còn như tu như quý thầy thỉnh thoảng cũng phải đọc sách. Bởi vì người tu thiền có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mình đang tu, dồn hết công phu tu, thì lúc đó ít đọc sách. Mình phải nắm vững cái lý để mình ứng dụng tu thôi. Còn giai đoạn thứ hai là mình tu, mình nhận chân được rồi, thì mình phải đọc kinh sách thêm để có cái rộng, nhìn rộng, thấy rộng, đi giáo hóa nó dễ. Nói cách khác là có phương tiện để đi giáo hóa. Bởi vậy cho nên ngài Tây Đường khi mà ngài ngộ rồi, Mã Tổ, con nên đọc ba tạng kinh. Ngài nói trong đó có gì lạ đâu mà đọc. Thì Mã Tổ bảo, tuy nhiên như vậy, mà con muốn giáo hóa, con phải đọc ba tạng kinh. Đó. Như vậy thì có hai chặng mà tôi đã nói. Thôi thì hôm nay tôi dồn dập ngày thứ ba rồi, nó cũng mệt lắm. Nên giảng ít, để dành kỳ sau. Có một Phật tử hỏi, mà Phật tử này kỳ trước hỏi mà tôi không có thời giờ trả lời, kỳ này hỏi nữa.
Kính bạch hòa thượng viện chủ, kính mong hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử chúng con các pháp tiểu thừa, đại thừa, nhị thừa, tối thượng thừa ý nghĩa thế nào. Các thừa này áp dụng vào các tông phái nào, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông hay Khất Sĩ? Kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Đây, tôi giải thích cho Phật tử nghe. Trong nhà Phật thường hay nói, nhất là những cái kinh điển, hay phân chia kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa, vân vân. Bây giờ hỏi thế nào là Tiểu Thừa, thế nào là Đại Thừa đó. Thì có chỗ giải thích theo nghĩa đen, chữ tiểu là nhỏ, thừa là cổ xe. Cái chữ đọc là thẳng, mình đọc trại trại là thừa, chứ có đúng là đọc là thẳng, đại thẳng, tiểu thẳng. Thẳng là cổ xe, giải theo nghĩa đen là cổ xe nhỏ, cổ xe lớn. Cổ xe nhỏ, cổ xe lớn. Thì có nhiều người hỏi hiểu rằng cổ xe nhỏ là chở ít người, cổ xe lớn là chở nhiều người. Xe lớn là chở nhiều người. Thì như hiện giờ chúng ta thấy ngoài bãi đậu xe, xe có lớn có nhỏ, nhỏ thì chở vài chục trở xuống, còn lớn thì ba bốn chục trở lên. Như vậy thì cổ xe lớn, cổ xe nhỏ, thì như vậy thì ý cái gì chở được nhiều thì gọi là Đại Thừa, chở ít thì Tiểu Thừa. Thì người ta hiểu rằng ai mà độ được nhiều người đó là tu theo Đại Thừa, độ được ít người đó là Tiểu Thừa. Nói như vậy thì nó không chính xác. Có những vị tu theo Tiểu Thừa mà ta giáo hóa rất đông, có những vị tu theo Đại Thừa mà giáo hóa rất ít. Thì như vậy sao? Chẳng lẽ xe lớn mà trống? Nên cái nghĩa Tiểu Thừa, Đại Thừa này nó thế này. Bởi vì giáo lý trong Kinh Phật mà nằm ở trong cái đối đãi còn sinh diệt, như bên giáo lý A Hàm hay là Nikaya thường dạy chúng ta phải sợ cái sanh tử là khổ, cầu cái niết bàn là vui. Vì vậy cho nên phải gấp gấp tu để thoát khỏi sanh tử, nhập niết bàn. Như vậy đây sanh tử là khổ, kia niết bàn là vui, phải chán cái sinh tử, tiến lên cái niết bàn cho được an lạc. Thì cái quan niệm đó đó gọi là cái quan niệm Tiểu Thừa. Tại sao? Bởi vì chỉ một đời này mình tu làm sao cho được khi nhắm mắt đủ công đức nhập niết bàn, cái thôi. Ngàn đã nhập niết bàn là vô sanh, không có trở lại nữa. Như vậy thì sợ sanh tử cầu niết bàn thì có cái sợ, có cái ưa, phải không? Còn hai bên. Như vậy thì sợ là chán, ưa thì thích. Thì cái đó tâm niệm nó còn đương ở trong cái đối đãi. Còn Đại Thừa là người tu thấy rằng tất cả pháp nó đều hỗ tương bao dung với nhau, nó không có tách rời. Ngay nơi cái sanh tử mà mình sống được, biết được thì nó cũng là niết bàn, chứ không phải đợi nhập niết bàn. Rất là quý vị thường hay nghe các vị ở trong chùa mà tụng các kinh như là kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Bảo Đàn, hay là kinh các kinh Quan Nghiêm vân vân. Thì những kinh đó gọi là Đại Thừa. Đại Thừa thì thấy sanh tử không thiệt,
Niết bàn cũng không thiệt. Niết bàn sanh tử, cho nên có câu niết bàn sanh tử đẳng không qua. Niết bàn sanh tử đều là như đồng như cái hoa đốm ở trong hư không, không có thiệt. Tại sao không thiệt? Bởi vì sanh tử chúng ta chưa có thấy tột cái gốc của nó. Chứ thấy tột gốc nó chỉ là cái quyển hóa tạm thời thôi. Cái kiếp người mấy mươi năm theo duyên sinh rồi theo duyên nó hoại, duyên sinh duyên hoại chỉ là cái việc trong mộng, chứ nó không có thiệt. Mà không thiệt thì có sợ cái gì, phải không? Còn nếu mà thấy mình thiệt thì mới sợ. Như vậy thì thấy sanh tử thiệt thì phải thấy niết bàn thiệt. Còn bên nay thấy sanh tử không thiệt thì ngay trong sanh tử có niết bàn rồi, nó không tách rời nhau. Bên kia vì thấy sanh tử thiệt, niết bàn thiệt, cho nên sợ sanh tử cầu niết bàn, thì cái tâm đó có yếu hay mạnh? Tâm đó nó yếu rồi, còn sợ còn cầu. Còn giờ thấy sanh tử không thiệt mà niết bàn, sanh tử nó không thiệt thì niết bàn làm sao thiệt? Thì không thiệt, cho nên ở giữa cõi đời này mà cười không có sợ thì đó mạnh hay yếu? Đó, như vậy. Cho nên Bồ Tát không chấp nhận chỉ đời này tu riết nhập niết bàn, mà mình tu tu cho thấy đạo rồi mặc tình sinh đi tử lại để độ chúng sinh. Sinh đi tử lại chừng nào cũng được, để độ hết chúng sinh mới thôi. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng nguyện sao? Như nhất chúng sanh dị thành Phật, ngày A Nan, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng đó. Nghĩa là còn một chúng sanh mà chưa thành Phật, con chưa nhập niết bàn, thì như vậy thì có sợ không? Còn như ngày Địa Tạng cũng vậy, nghĩa là nguyện làm sao độ hết chúng sinh ở cõi địa ngục. Thì cái tinh thần đó là tinh thần mạnh mẽ, còn cái tinh thần sợ chạy đó là yếu đuối. Cho nên cái tinh thần mạnh mẽ đó là đại thừa, mà tinh thần yếu đuối đó là tiểu thừa đó. Chứ còn mình nói độ nhiều độ ít thì không phải. Mà đúng ra thì tiểu thừa thì nếu mình chí tâm mình tu ngay đời này được nhập niết bàn, thì mình đời này mình độ có nhiều lắm đi nữa thì cũng vài ba vạn người thôi. Còn nếu mình sanh đi tứ lại mãi, đời nào cũng tiếp tục độ độ hoài, thì chừng bao nhiêu người? Không biết bao nhiêu. Cho nên với cái quan niệm đại thừa là không sợ sanh tử, mà chỉ sợ mê muội, mê lầm. Mình mê lầm thì là đau khổ. Còn nếu mình sáng suốt, mình có trí tuệ, thì cứ mang trí tuệ đó mà độ chúng sinh. Cho nên Bồ Tát là giác hữu tình đó. Như vậy thì để hiểu đại thừa với tiểu thừa nó có cái nhìn khác nhau. Bên đây thì gấp gấp tu để được niết bàn, bên kia thì gấp tu để được giác ngộ. Miễn giác ngộ rồi thì cứ mặc tình lăn trong sanh tử mà độ chúng sanh. Cho nên là hai bên nó khác nhau. Như vậy thì sanh tử niết bàn nó không có hai. Còn nhị thừa thì thấy thiên niết bàn sanh tử có hai. Vì vậy mà nhị thừa nó cũng thuộc về tiểu thừa. Ở đây hỏi tiểu thừa, đại thừa, nhị thừa, nhị thừa cũng thuộc về tiểu thừa, vì còn thấy có hai gọi là nhị thừa. Còn tối thượng thừa là chỉ cho thiền tông. Thiền tông gọi là tối thượng thừa. Tại sao vậy? Bởi vì thiền tông đi thẳng về cái tâm thể chân thật, chứ không có mượn phương tiện bên ngoài, mà đi thẳng vào đó là cái chỗ cứu kính Phật chỉ. Cho nên lấy cái đó làm cái chỗ mục tiêu mình nhắm, mà đi thẳng vào tâm chân thật thì thấy rõ ràng rằng tất cả chúng sinh ở trên thế gian này không có cái gì rời chúng ta, mà chúng ta cũng không ngoài tất cả chúng sinh. Cho nên nói một là tất cả, tất cả là một. Còn sanh tử thì như ngài Từ Minh nói, sanh như đắp chân đông, tử như cổi áo hạ, không có gì sợ hết. Vui không à,
sanh ra cũng vui, chết cũng vui, không có sợ. Nghĩa là luôn luôn vì tất cả chúng sinh mà chỉ cho người ta biết được nơi mình có Phật, nhận nơi mình có Phật, để sống trong Phật của mình. Đó là cái trọng tâm của tối thượng thừa. Như vậy thì cái ý nghĩa của mấy cái thừa này, rồi giờ hỏi các thừa này áp dụng vào các tông phái nào, thì theo nguyên thủy thì áp dụng theo cái tinh thần tiểu thừa. Mà bây giờ nói tiểu thừa người ta thấy có vẻ hơi khinh, cho nên không dám nói. Nói đại thừa, tiểu thừa, trọng bên này khinh bên kia. Nên bây giờ đổi lại, bên hồi xưa là tiểu thừa thì bây giờ gọi là Phật giáo nguyên thủy, còn đại thừa gọi là Phật giáo phát triển. Đó, để tránh cái từ làm cho có sự mặc cảm. Thì như vậy thì hỏi về cái thừa nào, tông phái này áp dụng trong tịnh độ tông, mật tông, thiền tông, khất sĩ. Thì thật ra tịnh độ tông nó cũng nằm ở bên đại thừa, mật tông cũng nằm bên đại thừa, thiền tông thì nằm bên tối thượng thừa, khất sĩ thì tu chung hết. Cho nên rồi không có chỉ định, chỉ có khác là bên nguyên thủy và bên phát triển, hai bên nó khác nhau thôi. Có Phật tử này hỏi, kính bạch hòa thượng, Phật tử chúng con có một điều thắc mắc, xin hòa thượng giải đáp cho chúng con hiểu rõ để trên đường tu không bị lầm lẫn. Tại sao chúng sanh tạo tội lẽ ra phải đền tội hoặc phạt cái tội mới đúng chứ, nhưng trong kinh lại nói tánh tội giống không, chúng con chưa rõ cái nghĩa này, xin hòa thượng giải nghi. Nghe bị tội thì phải đền tội, tại sao nó tánh tội giống không? Như vậy nó tánh tội giống không có đền không? Bởi vì thế này, ở trong cuốn Chứng Đạo Ca, Thiền Sư Hoằng Giác, Huyền Giác có nói câu: liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Nói là liễu ngộ thì thấy nghiệp chướng xưa nay là không, còn chưa liễu ngộ thì phải đền nợ trước. Thì có một vị họ nghe câu đó là đem hỏi thiền sư Sư Cảnh Sầm, hỏi như vậy thì tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tân chặt đầu, rồi tổ Huệ Khả ở Trung Hoa có liễu chưa mà bị chết trong tù. Thì ngài Trường Sa Cảnh Sầm nói: đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. À, thế nào là nghiệp chướng? Ngài đáp: bổn lai không. Thì bây giờ hỏi nghiệp từ đâu mà ra? Tức là thân, miệng, ý của mình là ba cái chỗ tạo nghiệp. Mà tôi thường nói thân, miệng, ý là ba nơi tạo nghiệp, nhưng động cơ chủ yếu là ý. Ý nghĩ làm, miệng nói làm thì tạo thành nghiệp lành. Ý nghĩ dữ, miệng nói dữ, thân làm dữ là tạo nghiệp ác. Như vậy nghiệp lành, nghiệp ác đều từ ý mà ra, phải không? Bây giờ hỏi ý thiệt không? Quý vị tìm coi nó thiệt không? Nó không thiệt. Cái chủ động tạo nghiệp mà nó không thiệt thì cái nghiệp thiệt không? Nếu bây giờ chúng ta còn ý niệm lăng xăng thì chúng ta thọ quả. Tạo nghiệp nào thì thọ quả nghiệp nấy. Còn nếu ý nghiệp chúng ta bạc rồi thì nghiệp chướng bổn lai không. Bởi vì nó là cái động cơ tạo nghiệp, mà nó là không thiệt thì nghiệp cũng theo đó nó không thiệt. Bây giờ mình thấy nó thiệt thì tất cả nghiệp đều thiệt hết. Như vậy thì nói nghiệp chướng bổn lai không, không phải là không có thọ nghiệp, hay là nói tánh tội bổn không, không phải là không có trả nghiệp. Tội tánh bổn không là khi nào mình ngộ được, mình thấy được cái gốc tạo tội nó không thiệt, tánh đó là cái gốc của nó. Biết cái ý mình không thiệt, biết không thiệt rồi nó không còn
hoạt động không còn làm chủ mình được nữa thì tội tánh bổn không. Còn nếu mà nó còn hoạt động còn làm chủ mình thì tội tánh bổn hữu. Như vậy thì đâu có không có đền. Câu hỏi thứ hai, khi chúng sanh tạo tội bị đọa địa ngục, Phật tánh có đi theo chăng? Nếu có theo, tại sao nói Phật tánh cũng ở nếu có theo tại sao nói Phật tánh cùng ở địa ngục mà không bị đọa? Bây giờ tôi nói thế này thì quý Phật tử hiểu, nói xuống địa ngục xa quá. Bây giờ giả sử có người nào đó ở thế gian này, họ ăn trộm ăn cắp, cái họ bị bắt ở tù vào khám, thì họ vào khám Phật tánh họ có vào không? Mà Phật tánh có bị đánh đập, có bị khổ sở không? Khổ sở là cái thân này với cái vọng tưởng phân biệt thôi, chứ nó cũng là như nhau, thấy cũng là thấy, nghe cũng là nghe, phải không? Như vậy có vào khám hay không? Có vào khám mà không có bị hành hình, phải không? Hành hình cái thân chứ cái đó không có bị hành. Vì vậy cho nên nói rằng Phật tánh cũng vào địa ngục mà không bị đọa, tức là không bị đày đọa hành phạt. Theo cái suy nghĩ của con, thân và tâm tạo tội vì thân còn phải ăn uống, cử động, vận hành nên tạo tội. Tâm còn suy nghĩ, còn tham lam, bỏng sẻn, còn phiền não nên tạo tội. Lúc đó Phật tánh ở đâu? Tại sao thấy chúng sanh tạo tội mà làm ngơ vậy? Sao không trực giác mà để cho chúng sanh tạo tội cho đã rồi bị đọa xuống địa ngục? Rồi không chung chịu, có phải là Phật tánh không có lòng từ bi chăng? Phật tử này hiểu Phật tánh hơi xa quá. Phật tánh là cái tánh sáng hằng tri hằng giác ở nơi mình, mà tại vì mình không nhớ thì sống với nó, mình cứ sống với cái chủ tạo nghiệp không à. Mình sống với chủ tạo nghiệp cho nên là che phước nó mất rồi. Vì vậy mà mình lôi Phật tánh đi chứ mà là tánh vô tình với mình. Bởi vì mình sống với cái chủ tạo nghiệp. Giống như nãy giờ tôi nói là quý Phật tử thấy đi ra đường, nghe tiếng nói, thấy hình ảnh người thì mắt thấy tai nghe nó là bình thường. Nhưng mà vừa nghe tiếng nói nó hơi na ná gì đó, cái ý mình dấy lên, nghĩ họ nói mình, phải không? Và thấy cái cảnh gì mình nói, ý nghĩ đẹp hay xấu cái mình chú ý, thì cái đó là cái ý nó dẫn, nó làm chủ. Mình theo nó thì mình phải chịu tội. Còn cái Phật tánh nó hiền lắm, nó Phật mà nó không có can thiệp, mà đều mình nhớ trở về thì sáng, còn mình quên nó thì nó chịu tối thôi. Cho nên Phật tánh cam chịu xuống địa ngục với mình, chứ không phải Phật tánh ghét, không can thiệp, không từ bi. Hiểu vậy thì không có gì trách móc Phật tánh hết, phải không? Câu hỏi thứ ba, đã nói tánh không của các pháp coi như các pháp đều không như quyển quá, tại sao trong kinh Bát Nhã có đoạn lại nói tướng không của các pháp không sanh không diệt? Nghĩa này là thế nào? Kính xin hòa thượng giải đáp cho chúng con. Tướng không của các pháp không sanh không diệt, về đây nói tánh không của các pháp coi như là các pháp đều không như quyển như quá, tại sao trong kinh lại nói rằng tướng không các pháp không sanh không diệt? Thì bởi vì quý vị nhớ cái tay tôi nắm thành nắm tay, thì nắm tay này tánh không mà tánh hữu. Trước khi chưa co nắm ngón tay nó là không, không có nắm tay. Co lại nắm tay có, nhưng mà nếu tôi buông ra nắm tay không, phải không? Như vậy cái nắm tay dù trong khi co lại biết rõ cái bản chất nắm tay không thiệt, nó không thiệt có. Nếu nó có như quyển như quá, nghĩa là tạm thời duyên tụ thì nó có, duyên tan thì nó mất, phải không? Nó có mà không có thực thể, chỉ là như quyển như quá.
chứ không phải nó không ngơ. Như vậy thì cái tánh không của nắm tay này nó làm sao? Nó ra làm sao? Bởi vậy nó không ra sao, không có hình không tướng, cho nên nó không sanh không diệt. Tướng không sanh không diệt vì tánh không nó không sanh không diệt, bởi nó không hình tướng. Nắm tay có hình tướng cho nên có sanh có diệt, còn tánh không của nắm tay đâu có sanh có diệt. Cho nên người nhận được cái tánh không của các pháp đó thì mới thấy cái tánh đó là không sanh không diệt. Còn trên cái giả tướng duyên hợp thì có sanh có diệt, phải không? Như vậy thì khi đạt được cái tánh không của các pháp thì mình không còn chấp hên, chấp thiệt, chấp phải, chấp quấy. Như vậy là mình đã thoát ra khỏi tất cả cái trói buộc sinh diệt. Có một Phật tử hỏi: hôm tháng rồi con đi khánh thành tổ đường, con thấy có một ông Mỹ xuất gia lâu mau rồi, hiện giờ ông Mỹ ở thiền viện Trúc Lâm hay ở đâu, xin hòa thượng từ bi giảng cho con hiểu. Phật tử phải thắc mắc. Ông Mỹ đó, tôi nói cho rõ một chút, ông là một kỹ sư điện tử ở bên Mỹ, ở tại Virginia, rồi ông ở gần chùa Hoa Nghiêm. Chùa Hoa Nghiêm thì có hai người đệ tử của tôi ở đó là ông Kiến Khai và Thông Giải. Rồi ông đó ông cũng tới chùa, ông mộ đạo, ông tới chùa ông tập tu. Rồi ông nghe mấy thầy giới thiệu bên này, thầy là thầy của mấy ông. Rồi ông phát tâm, ông xin tu. Rồi có gọi điện thoại về xin tôi: à, bây giờ con về bên này tu được không? Thì tôi trả lời rằng nếu về bên này xuất gia thọ giới rồi về bên kia tu thì được, chứ ở bên này tu không được, vì người ngoại quốc đâu có ở lâu được. Cho nên rồi ông về bên này, tôi xuất gia đặt cho ông cái pháp danh là Thông Minh. Thông Minh. Rồi ông về bản, ông nói một vài năm ông học tiếng Việt cho giỏi, rồi về đây để ông học thêm cho tôi dạy ông tu, mà ở học rồi về bển lại. Thì bây giờ về ông ở bên kia chứ không phải ở bên này. Đó. Phật tử hỏi: kính thưa thầy, từ khi con được may mắn xem kinh và nghe thầy giảng đạo, con thường vui vẻ phát tâm cúng dường Tam Bảo, nhưng niềm vui không trọn vẹn vì chồng con chưa tin tưởng Phật pháp. Cho lắm anh ấy cho rằng con mê tín, anh ấy chỉ sống theo đạo làm người thôi, lễ nghĩa trí tín, không theo đạo giáo nào. Con nghĩ đồng tiền làm ra này là của chồng con vợ, thì như vậy con xin hỏi thầy, con có tội là ăn cắp không? Phật tử này rất thật thà. Đúng ra thì khi làm một việc phước thiện nào mà là của chung á, thì phải được đồng ý cả hai bên. Mà mình không cho người ta biết, mình lén lấy mình đi làm phước, thì nói theo thế gian thì đó là ăn cắp. Nhưng mà bây giờ nó có cái chỗ châm trước là thế này: nếu khi mình lấy mình đi cúng Phật thì mình nguyện rằng đây là của con, là của chồng công vợ hay của riêng con. Con cúng thì cầu nguyện cho chồng con được phước bằng con chứ không phải mình con, thì cũng tạm được một phần. Câu hỏi thứ hai: mẹ chồng con và chồng con chưa biết Phật pháp, họ cho rằng sống chết là lẽ đương nhiên, không biết làm việc thiện hay sát sanh để ăn thịt hay chẳng hạn như làm gà làm cá vân vân, không biết gieo nhân lành. Con rất muốn dìu dắt họ cùng biết làm việc thiện hướng tới Phật pháp như con ngày nay. Kính con kính xin thầy chỉ dạy cho con biết con phải làm thế nào đây.
Cái điều này tôi cũng bế tắc, không biết nói sao. Bởi vì ở mỗi một hoàn cảnh khác nhau, trong gia đình, chồng, vợ hiểu nhau, rồi khi nào vui hoặc khi có những việc gì nó xảy ra trong gia đình mà có thể cảnh tỉnh được thì nhân đó mà đánh thức, mà nhắc nhở. Chứ còn bây giờ bảo phải làm thế này thế kia là bảo sao cho được, người ta chưa tin mà nghe nói thầy tôi bảo vậy bảo nọ họ còn ghét thêm nữa, phải không? Thành ra đó linh động, phải tùy khi nào thấy cái hoàn cảnh. Thí dụ khi có cơn bệnh thì nói à vô thường nó đến, mình phải làm sao cho có phước này kia. Hoặc là khi có cái gì xảy ra bất trắc hoặc là vui thì lúc đó mình tùy duyên mà nói. Chứ còn thực cái dạy một cái gì đó thì không ổn, không có được. Câu hỏi thứ ba, ở nhà của con có rất nhiều con rít lớn, mà lại có trẻ nhỏ nhiều. Con gặp rít sợ rằng nó sẽ cắn con nít nên con hay sát sanh giết nó. Vậy con có tội hay không? Với lại con không đập mũi. Giết rít hãy có tội hay không? Thì ở trong nhà Phật đứng về giới luật thì phải nói là có tội. Nhưng mà người tu Phật á, nó có cái thế này: khi mình vì nghĩ cái lợi cho người khác mà mình phải phạm cái tội thì mình phải can đảm nói là tôi cam chịu tội con rít để cho mấy đứa bé khỏi bị rít kẹt, tôi chịu tội để cứu cho mấy đứa nhỏ khỏi bị rít thì đó là tốt. Chứ hỏi tội không thì không được, đập người ta biểu đừng tội cho được, phải không? Có tội, tội với con rít, nhưng mà mình cứu được những đứa bé thì mình thà chịu tội với con rít mà mình cứu những người kia, chứ nói rằng không tội là không được. Cho nên trong kinh thường hay nói các vị Bồ Tát vì thương chúng sanh mà có những trường hợp những người họ làm cho chúng sinh đau khổ thì Bồ Tát có thể phải hại họ để cứu khổ cho chúng sinh. Nhưng mà khi hại họ đó thì các ngài nói rằng đây là tôi phải chịu tội cái sát sanh người này để tôi cứu những người kia, cái tội đó là tôi chịu, tôi vì chịu cái tội với một người để cứu bao nhiêu người. Chứ nói rằng tôi giết người này cho mấy người kia phải khỏi bị nó giết thì tôi không tội, không phải. Nói vậy là không được. Mình chấp nhận chịu tội thì đó là Bồ Tát thứ thiệt, là cái người gan. Chứ còn muốn giết hại mà không tội nữa thì tham quá, phải không? Kính bạch thầy, con xem kinh có chỗ đề cập đến chữ tâm, trong đó có câu tam điểm như tinh tượng, vòng câu tạ nguyện tà phi mau tùng thử đắc, tố Phật giải do tha. Nhưng bạch thầy, các câu khác còn hiểu, con hiểu được, nhưng câu phi mau tùng thử đắc con không hiểu, kính mong thầy giải nghĩa cho con. Cái câu này là cái câu dẫn trong sách Minh Tâm của nhà Nho, chứ không phải trong kinh Phật. Nhưng mà đều tôi có thể hiểu, giải thích. Tam điểm như tinh tượng, tức là chữ tâm nó có ba điểm ở trên, như là như những ngôi sao. Hoành câu tạ nguyện tà ở dưới nó có cái dòng này như là cái mặt trăng xế. Đó là diễn tả chữ tâm. Phi mau tùng thử đắc, phi mau tức là có lông, có cánh, tức là làm chim, làm chuột, làm trâu bò, đều từ nơi đó mà được, kể cả làm Phật cũng do nó. Như vậy thì trong nhà Nho người ta cũng thấy, bởi vì trong sách Minh Tâm lúc này các ông Nho đã hiểu Phật, cho nên các vị nói nó cũng giống với Phật. Nói rằng tất cả cái việc làm tốt như là làm Phật cũng từ tâm. Dù cho tạo nghiệp ác đọa địa ngục, hoặc là làm trâu, làm bò, làm chim, làm chóc, cũng là từ tâm mà ra. Đó. Cho nên phi mau tùng thử đắc, tức là để chỉ cho phi là bay, là loài chim, mau là loài thú có lông, đều từ tâm mà ra.